Top 3 thứ mà khi đi học mọi người sợ nhất. Top 1, kiểm tra miệng. Rất nhiều bạn ở đây chắc chắn là sẽ rất là sợ kiểm tra miệng. Mỗi lần vô lại kêu thầy cô kêu kiểm tra miệng, trời ơi, ta nói rất sợ, áp lực. Top 2, bị kiểm tra cặp, bị xét cặp đó mọi người. Kiểu như là vô mà mình đem một cái đồ ăn, hay là nhiều khi có nhiều bạn đem điện thoại theo nhưng mà bị thầy cô phát hiện được là thôi đi. Top 2 nguy hiểm. Top 3 là kêu trả bài hoặc là kêu phát biểu mà gọi theo số mọi người, kiểu như là bốc số ngẫu nhiên hay là mình không biết câu đó mà mình giống như là mình số 1 đi mà mình không biết câu đó mà thầy cô lỡ mà có kêu số 1 hay số 2 sát bên số mình, trời ơi, ta nói nó sợ kinh khủng, áp lực.